Chị ơi, hôm qua thì bác tư vấn mình làm túi gì vậy chị ha? Hôm qua làm túi Motiva Nano Composite. Nano Composite, dạ. À, giá túi Motiva Nano Composite hôm qua chị chọn là bao nhiêu tiền vậy chị? 38 triệu. Dạ, là có phát sinh thêm phí gì nữa không chị ha? Không. Dạ. À, sau khi làm xong thì hiện tại chị thấy sao rồi? Lúc vừa làm thì hơi đau hai bên nách xíu nhưng mà hiện tại dời hết rồi. Hiện tại là thấy đỡ rồi đúng không chị? Tối hôm qua chị ngủ có được không? Ngủ được. Dạ. Chị đến từ đâu vậy chị ha? Hả? À, chị từ đâu đến tới? Ở bên Nhân Trạch Đồng Nai. Ở Đồng Nai hả? Dạ. À, sao mà chị biết được thông tin bác Văn mà chị tới làm vậy chị ha? Ở trên Facebook á. Facebook hả? Dạ. Có tên... Với lại có nhiều người giới thiệu nữa. Dạ. Có bạn bè làm bên bác rồi giới thiệu qua hả chị ha? Cứ mặc áo bình thường đi chị Tú. Hướng dẫn khách hả? Dạ. Sao à, hiện tại thì nãy giờ chị thấy ngực chị á, chị cảm thấy như thế nào rồi? Đẹp, ưng ý rồi ha, đẹp rồi ha. Dạ. Dạ. Sáng giờ chị đã đi đứng tự vệ sinh, tự ăn uống được chưa chị? Dạ được hết rồi. Được rồi ha. Dạ. Dạ. À, sau khi làm ngực xong á thì chị có cảm nghĩ, có chia sẻ gì không? Thấy lúc đầu cứ tưởng đâu là túi 38 triệu nó không có được như những túi mắc tiền khác á. À. Nhưng mà nâng vô thấy ưng. Nói chung là 38 người chất lượng vẫn rất là tốt đúng không? Dạ. Rất tốt rồi. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ. Cỡ 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, chụp hình gửi một lần nha. Dạ.